tôi gọi mãi sao đồng đội không thương, mà mưa cứ rơi gió cứ gào cứ thét mà cứ thăng hăng ăn hàng dọc hết giặc rồi sao không dậy mà vui. Ba năm năm gia đình cùng đồng đội không thấy nữa, tôi chỉ khát khao một điều rằng anh tôi sẽ là một trong những liệt sĩ nằm trong đấy để được đưa về gia đình hương khói, bố tôi và các em tôi chúng tôi hương khói cho anh trở được đỡ lạnh lẽo. Không chỉ bà Liên mà tất cả những ai có mặt tại lễ truy điệu và an táng các anh hùng liệt sĩ ở nghĩa trang Vị Xuyên đều nghẹn nước mắt. 10 liệt sĩ được đội quy tập tìm kiếm hài cốt của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Giang tìm kiếm tại 3 thôn Nậm Ngặt, Nam Giang thuộc xã Thanh Thủy và thôn Hoàng Lì Bả thuộc xã Minh Tân. Những ai tới đây đều kính cẩn nghiêng mình để đưa linh cữu của 10 anh hùng liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng. Việc xác định thông tin để khảo sát, tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ gặp rất nhiều khó khăn. Các anh vẫn phải nằm đó, ở đâu đó trong rừng núi cao. Đó là nỗi đau, là sự băn khoăn trăn trở của Đảng, Nhà nước, nhân dân ta và cán bộ chiến sĩ các lực lượng vũ trang. Hôm nay bên tượng đài Tổ quốc uy nghi nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên, thường trực tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh thắp nén tâm nhang thơm, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc. Vậy là sau hơn 30 năm xa cách, ngày hôm nay các anh được về cùng đồng đội, những người đã dành cả thanh xuân để gìn giữ và bảo vệ biên cương của Tổ quốc. Trong số 12 cốt liệt sĩ được tìm thấy, chỉ xác định được danh tính của liệt sĩ Nguyễn Văn Sái, đội viên đội du kích xã Việt Lâm thuộc huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. 9 liệt sĩ còn lại ở bên trên mộ phần là dòng chữ liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Thực tế là anh tôi hy sinh là 3 năm năm rồi, thì để bây giờ tìm được hài cốt này nó cũng rất là khó. Bởi vì là cũng do năm tháng, rồi do cái năm tháng hay địa hình nó cũng rất là hiểm trở. Mà 3 năm năm nằm để mà phơi xương, phơi nắng thì chắc chắn là cũng không còn nữa. Mà anh tôi bây giờ chỉ hòa vào đất đá, thân xã hòa vào đất đá biên cương của cội cây rồi. Chúng tôi biết là rất là vô vọng, nhưng mà vẫn hy vọng là một ngày nào đấy sẽ tìm được anh mình, dù là chỉ một mảnh xương nhỏ để đưa về cho bố thỏa nguyện, rồi là anh em, chị em thỏa nguyện. Hãy về đồng đội ơi, người lính chiến mãi hồi người. Về đây điếu thuốc lao, ấm che chốn hồn nhiên nụ cười. Bạn bè đồng đội người thân ôm nhau nước mắt tràn hòa biển.